Nước khoáng Thạch Bích hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Em tự lượng sức mình chứ bu cao ơi, cái miệng em phải miệng anh đâu. Từ đó lắm. Đừng miếng nhỏ thôi. Cắn đi bu, cắn đi bu. Đất nha, đất đất. Cắn đi bu nha, nhanh nhanh. Ê, thèm chua là ăn chay nha. Đúng không? Chào mừng anh chay. Chúc mừng lên. Chúc mừng ơi. À, anh em hỗ trợ nè. Không sao. Ông cắn đi, cắn đi, cắn đi. Lâm, em ăn chay. Kem rồi, hai người ăn kem rồi. Đúng rồi, có anh Lâm. Thì hai kem. Hai kem là khó nhất. Em ăn kem hả? Ừ, em với lại Chris ăn kem. Mình chơi chiến. Mình chơi chiến thuật. Mình húp. Cứ chơi hai ai bỏ cuộc rồi, ok. Bỏ cuộc rồi. Trời ơi, sao dựng chuyện quá. Sao mà cái miệng này lanh quá vậy? Ăn chua vừa thanh thoát, ăn chua vừa thanh thoát. 3, 2, 1, bắt đầu, bắt đầu. Đúng rồi. Sai, không bao giờ nhai được. Em tự lượng sức mình chứ bu cao ơi, cái miệng em phải miệng anh đâu. Từ đó lắm. Đừng miếng nhỏ thôi. Cắn đi bu, cắn đi bu. Đất nha, đất đất. Cắn đi bu nha, nhanh nhanh. Ê, thèm chua là ăn chay nha. Đúng không? Chào mừng anh chay. Chúc mừng lên. Chúc mừng ơi. À, anh em hỗ trợ nè. Không sao. Ông cắn đi, cắn đi, cắn đi. Từ miếng nhỏ thôi, cao ơi. Cắn một cuộc chơi thì thua cả cuộc đời. Ủa có ai ăn chanh mà bị nhập viện không anh? Có nhiều chứ. Trời ơi vậy hả? Trời ơi anh Tuấn hỏi câu đó là chí mạng luôn á. Là có bị liệt luôn không? Liệt mà, cỡ phải nửa người chứ lên đó. Vậy hả? Những giọt nước mắt đã rơi. Vô. Ok. Vô. Đúng rồi, ăn lẹ nè, ăn lẹ đi học nè, đúng rồi. Đúng rồi, ăn cho mẹ. Đúng rồi, trộn kem nè. Dạ thưa vị, ngày hôm nay mẹ kem em rất là mới nha vị nha. Kem này là mình xức vô một cái là trắng tươi nha mọi người nha. Ôi bù ơi. U bó, u bù ơi. Giỏi quá, hai chị em giỏi quá. Trời, ok. Minh Tú quá là bình tĩnh luôn. Trời ơi, Minh Tú quá là bình tĩnh luôn. Hay quá Tú ơi. Mấy có 3 tuổi mà ăn giỏi quá đi. Chưa ăn hết mà. Hiếu. Dạ. Em tém vô cái gì mà anh hả cái là như là cái Rồi em dít vô đúng không? Ủa chưa ăn hết mà. Ủa chưa hả? Ủa chưa ăn hết mà. Ủa chưa hả? Dạ sao thiết kế cái mắng xối nha. Trời ơi. Đẩy vô cái là vô. Chị thử ơi, cảm giác sao chị? Cũng bình thường. Sao chị điềm tĩnh quá vậy? Em ăn nước mắt nước mũi tùm lum hết vậy? Có sự trải nghiệm. Cuộc đời nó cay đắng nhiều đó. Cuộc đời chị chua nhiều hả? Chua chát nhiều hả? Giờ dọn lên khoảng ký đi. Thôi ăn nhanh đi. Ăn lẹ đi chị, thoại quá hả? Rồi em vô đây, anh vô. Vô. Sao bỏ lên nè? Giống trùng hồ á. Trời ơi. Trời ơi. Ủa? Dơ rồi dơ. Ngạc rồi hả? Ngạc rồi hả? Đẻ đốt cho Hiếu. Hiểu là mình. Hiểu là em. Em đi ra đi. Trời ơi, đồ ăn luôn nè. Đúng rồi. Trời ơi. Hết rồi. Hết rồi. Bộ phận ghi tên. Hấp dẫn đạo mà lụm trong cỏ ra xong bỏ vô miệng nha. Trời ơi, ghê quá. Hồi nãy em thử á, em nghe một cái cốc, em thử anh rớt cái răng ra em
ơi, trời ơi, nhức tới não luôn á. Sao bé ăn không có cảm xúc gì vậy? Chưa đâu, tối này nó mới phát huy tác dụng. Bây giờ có nói chuyện được rồi. Bình thường mà, bình thường mà. Tôi ăn chua được. Tôi với là Khải Ly ăn chua. Rồi, tôi ăn kem cho. Rồi, còn 4 người còn lại ăn kem, ok. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu, bắt đầu. Ôi. Nhớ nhai nuốt cho chị nha, nuốt luôn cái vỏ cho em. Chị ăn hay vậy. Trời ơi, chạy nước miếng chưa? Ôi. Nhưng mà có nuốt cái nào không? Nhai hết, đừng hỏi nữa. Trời ơi, ăn chanh chứ không chảy nước miếng mà em chảy nước miếng. Ôi. Dạ, dạ, kem, vô, kem, kem. Ủa ơi, bước đi. Ủa, ủa. Trời ơi. Ủa, ủa. Trời ơi. Nhóc nhóc lạnh lạnh. Ê ê ê. Cố lên cố lên cố lên em ơi. Thì em ự đi Phước ơi. Ừ ừ cãi rồi hả? Em ơi, kem ăn chứ phải kem trộn đâu, xích tay vậy. Ta mà, người ta mà bắt cười. Chiến được, chiến được. Vậy ngày hôm nay cái mẻ kem mới trộn thưa quý vị ơi. Hai chị em chuẩn bị bán kem nha anh chị ơi. Nhìn làn da trắng xinh. Nhìn làn da trắng xinh. Em đang xài kem chi đó em? Kem trộn anh ơi. lạnh lắm, đừng có giỡn, lạnh lắm. Dạ. Cái này đang thử là ok nè. Ôi. Chết luôn hả, chết á. Rồi anh chưa, 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 chưa. Anh chơi đàng hoàng. Anh lớn. Ok. Mới ăn chua. Tôi chưa. Chưa, 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 chưa. Chưa. Giang ơi, ăn đi anh. Ăn đi anh ơi. Công thử ơi. Công thử. Ráng kỹ. Công thử. Ráng kỹ. Ráng, ráng, ráng. Ráng kỹ. Ráng kỹ. Ráng vô keo cho rồi. Ráng, 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 ráng. Công tử. Thôi cả trứng. Tiếp anh lên đi. Tiếp đi, hết giờ rồi anh Giang ơi. Đạn, đạn hết giờ rồi. Không có công, anh Giang ơi, anh Giang. Đúng rồi, anh là dữ. Hết luôn, hết luôn, hết luôn, Giang, hết luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Rồi, cảm ơn các em vô, anh Giang. Trời ơi. Anh ơi, anh cũng chẳng rớt nha, anh đàng hoàng nha. Nani. Trời ơi, ăn vô. Bọc vô. Những. Trời ơi, trời ơi. Chồng muốn em đánh ra cho, em đánh ra cho. Ăn, ăn hết, ăn hết, ăn hết. Nè, lát phải liếm này cho sạch cho em nha. Ủa, à, bốn muỗng rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, sắp hết rồi. Cố lên. Anh Giang kìa. Chết rồi, kêu anh Tuấn đứng chồng rồi. Gắn, 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 gắn. Rồi. Anh ơi coi chừng rớt, anh ơi, anh ơi. Buồn quá, buồn quá không? Cố lên, đúng rồi. Cố lên. Ổn, 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 anh Tuấn, anh Tuấn, anh Tuấn, trời, trời ơi, trời ơi, trời ơi, đồng đội của tôi, cho anh mượn ba cây nhang.
Thơm quá, gì vậy? Nha ăn đó. Trời ạ. À, nó chua mà nó chua trong đời tôi chưa bao giờ luôn á. Nó lạnh cũng có thua gì đâu. Mà nó đắng thì không nói, nó đắng thì mình chấp nhận, cái chua đó trời nó bắn vô trong cái não mà nó thốn á. Tiểu Mỹ Nam, hãy ăn đi cưng. Anh bắt cần ai vậy? Minh Tú, đồng nghiệp của tôi. Anh bắt cần ai? À, đội của em ok. Em mời anh. Anh Kim hả? Em mời anh. Anh có cần ai vậy? Anh Giang hả? Ừ, nhìn đi. Bên đây bác cần bên đội kia. Ừ, nhìn đi. Múa lần. Múa lần hả? Ừ, quay vào đây múa. Tùm 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 tùm. Hay chưa? Quay màu đi. Hay chưa? Ông đĩa coi. Vô. Bỏ qua sĩ diện. Bỏ sĩ diện nè em. Bỏ sĩ diện nè em. Mất mặt đội mình quá. Mất mặt quá. Mất mặt quá anh ơi. Mất mặt quá. Em làm được. Tưởng ơi. Tưởng ơi, mất mặt quá. Mất mặt quá. Mẹ mình xin mình ra có nghĩa một ngày mình sẽ ăn xin như thế không? Sẽ ăn xin như thế không? Nhưng mà mẹ em không có chương trình này. Anh yên tâm đi. Đúng. Em phải nhớ những cô Nhâm hồi sáng. Đúng rồi. Cũng vì tụi nó mà ra đảo bắt giùm 3 tiếng đồng hồ. Đúng, không không đi đâu. Thôi vô luôn đi, vô luôn. Vô luôn em ơi. Ủa gì á? Vô. Gì? Dạ nãy nước của em. Nước mắt của em. 200 ml nước mắt. À, là hồi nãy chơi thua hả? Thôi hai thua xong rồi giờ mua. Để mà mời anh em mời ekip. Rồi mang vô đi cưng. Ok. Tiểu Nhị, vô tụi em. Tiểu Nhị, vô tụi em. Em ra mang á. Dạ. Không có trợ lý để cho em làm thôi. Thôi trợ lý tôi cực lắm. Tội ta. Vậy anh bỏ trợ lý ở nhà đi, mấy anh chị bỏ trợ lý ở nhà. Không, vậy mình mời tao không? Không, ý là mình mời, mình phải có cái tâm thành. Là em muốn nhìn nó sang. Đồng đúng rồi. Mình ra mình lấy đi. Anh Tuấn, mù em nên Tuấn. Chị Nhi An, em ra anh hãy lấy ra ngoài bia rừng. Và lấy 200 ly nước vào đây. Và nhớ bịch bột, anh nhớ bỏ vô nhé. Hết đồ ăn rồi. Bớt điên khùng lại đi. Bớt điên khùng lại đi. Trời ơi. Chí mạng luôn á. Kẻ ẩn danh. Kẻ ẩn danh. Đúng là kẻ ẩn danh. Hồi nãy giờ mà lấy nước là sao rồi đó. Đúng rồi, thôi em mạng. Rồi các bạn đã no chưa? No, no, no rồi. Rồi no rồi, chúng ta sẽ nghỉ một chút xíu ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ chơi một cái game. Thử thách này là thử thách cuối cùng trong ngày hôm nay. Trời ơi. Và quyết định đội nào sẽ được ngủ sướng, đội nào sẽ được ngủ khổ. Yêu trước ngày cưới. Phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí VION. Thứ 6, thứ 7 hàng tuần.